Oj, nu får han 100. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Bà nội bị bệnh rồi, ông bà cô chú anh chị ơi. Bà nội bị ho hết nói chuyện nổi rồi. Đó. Đi tới anh Mít anh khoe anh nói bà nội mới về làm bánh nè. Mà cái bánh này ngon lắm nè mọi người. Bánh này là cái bánh yêu thích của mình là bà nội làm á. Còn cái bánh này là bánh hạnh nhân. Bánh này bà nội làm á là nó kêu là scope á, là giống như là bánh mông lan nhưng mà bà nội để sấy khô vô á. Khi mà ăn á thì mình sẽ chấm vô trong cái cà phê mình ăn. Mà mình thích bánh này nhất. Quay trở lại. Bây giờ Alice đang đọc cái gì á? Alice đang đọc cái gì đó? Alice bây giờ nó nói tiếng Thụy Điển quá trời giỏi luôn rồi. Bà cô chú ơi biết nhiều dữ lắm luôn rồi. Hôm nay nhà dịch đến đây là tại vì bà nội có mua nguyên một con heo á ông bà cô chú anh chị ơi. Xong rồi cho nhà dịch đem về để ăn Noel á. Thì hả quá chơi thịt luôn nè. Bây giờ đem đến đây bắt đầu bà nội ngồi để bà nội chia thịt ra cho mình đem về ăn từ từ. Năm nào cũng vậy trơn á, gần Noel là ông bà nội đều cho thịt heo hết. Bà nội với chú rất là dễ thương luôn. Bây giờ ngồi sẽ chia thịt ra giúp mình á. Thì giống như là sẽ phân chia ra từng cái loại thịt khác nhau nè. Rồi từng cái khẩu phần giống như là một ngày ăn là bao nhiêu miếng thịt. Rồi bao nhiêu ký lô vậy đó. Thì sẽ chia sẵn ra đều như vậy nè. Rồi bà nội còn kỹ hơn nữa. Lấy một cái miếng màng bọc thực phẩm đó, để chính giữa lại như vậy nè. Để cho cái miếng thịt nó không có dính lại á. Khi mà mình bỏ vô mình đông đá rồi mình rã đông ra. Mình lấy mình rã đông ra mình ăn á. Thịt nó không có bị dính lại với nhau, nó sẽ tan đá nhanh hơn. Chú giúp viết vô coi cái thịt này là cái gì. Để dán vào trong cái bịch ni lông á mọi người, để bỏ vào trong tủ đá á. Khi mà mình lấy ra mình ăn á, mình biết cái đó là cái gì á. Rồi có bao nhiêu miếng nè, rồi cân nặng bao nhiêu, rồi ngày tháng khi nào nữa, rất là kỹ luôn. Con heo này á người ta mới vừa mổ còn nóng hổi luôn, mới ra lò luôn, cho nên ông bà nội gọi điện kêu đi về liền để lấy thịt cho nó tươi á mọi người. Cho nên nó hả không có kịp chuẩn bị gì hết trơn á, là đi đón mấy đứa nhỏ xong rồi đi rước anh Mít rồi chạy thẳng xuống nhà ông bà nội luôn. Cho nên đầu cổ em Thư ta nói nó bù xù, đầu bù tóc rối, mọi người thông cảm nha. Thì em Thư sẽ trổ tài làm bà bán thịt heo ngày hôm nay. Ta nói ở Việt Nam á không có làm gì hết trơn á, không có biết làm gì hết trơn á, đi làm xong đi về nhà thôi à. Đi qua tới bên Thụy Điển bên đây á, nghề nào cũng làm hết trơn á, từ hả dọn vệ sinh, móc ống cống cho đến bán thịt heo, cắt thịt heo luôn. Thì
Lúc ở Việt Nam á, lúc mà mua thịt á là đi ra chợ là người ta đã phân chia ra hết từng cái miếng thịt rồi. Mình đem về mình chỉ việc cắt theo cái thớ thịt rồi kho hoặc xào hoặc là làm mấy cái món ăn thôi. Đi qua tới bên này á, từ lúc mà ở với anh Mít tới bây giờ tao nói tự học hỏi làm đủ thứ hết trơn á. Bây giờ làm học cắt thịt heo luôn nữa. Mà nói chung là cũng không có nhiều kinh nghiệm á, cũng cắt đại thôi à mọi người. Thì cái lúc qua bên Thị Điển bên em, Thư cũng có học một chút xíu, coi trên mạng đồ này kia nữa. Trong từng cái phần của con heo nó sẽ có cái phần thịt nào là thịt nạc dăm, thịt nạc mông đồ này kia đó, thì cũng cố gắng cắt theo. Thì mọi người nếu mà ai mà có bán thịt heo á, mà biết cái cách cắt á, thì đừng cười em Thư nha. Tại vì em Thư chỉ là nghiệp dư thôi à. Cuối cùng rồi cũng làm xong cái con heo rồi, mọi người mệt quá luôn. Chú Lót rồi. Chú Lót dễ thương quá à. Lấy đồ ra cho mấy bạn nhỏ đeo vô sợ ăn dính vô trong áo. Mẹ ngồi ở đây hả? Ok con. Tối nhà mình ăn đơn giản thôi à mọi người ơi. Thịt viên với lại cái pommes frites á, là khoai tây chiên á. Mấy món này tối giờ là mấy đứa nhỏ nó thích ăn á. Ăn cho nó dễ rồi xong rồi đi ngủ rồi đi về. Ngày mai còn đi học nữa, đi làm nữa. Alice đợi một chút xíu đi. Trời ơi Alice gì mà gấp dữ vậy con? Con nói đi mời ông bà cô chú ăn. Alice nói đi mời ông bà cô chú ăn. Giúp con. Mẹ giúp con rồi con ăn luôn đi, con để miệng con ăn luôn đi. Ăn ăn ăn. Con cảm ơn mẹ. Con frit à. Con frit à. À, quên nói với mọi người nữa, hôm nay lý do tại sao mà không có thấy ông nội từ nãy tới giờ là tại vì chiều hôm nay ông nội có một cái buổi gặp gỡ với lại cái nhóm chơi nhạc phong cầm á. Hôm bữa cái clip trước mình quay cho mọi người là có cái lễ hội mà ông già Noel á, ông nội ngồi trên cái xe xong rồi đờn nhạc phong cầm mà đi diễu hành á. Thì cái đó là cái nhóm kiểu chơi nhạc phong cầm ở cái tỉnh này nè của ông bà nội á. Thì ông nội ngày hôm nay phải đi họp nhóm rồi cho nên không có ở nhà. Bây giờ nhà mình là ăn trước. Nãy gọi điện cho ông nội á, tính nói ông nội là nếu mà trên đường đi về á, mua pizza về nhà ăn. Nhưng mà do ông nội phải giúp một cái người bạn chở cái người đó về, tại vì tuyết đang rơi nhiều quá, xong cái xe của cái người bạn đó bị trục trặc cái gì đó, cho nên ông nội phải chở ông chú đó về nhà, cho nên ông nội không có đi mua đồ ăn được. Thôi thì bà nội mới lấy cái thịt viên ra, thì cái thịt viên này cũng làm sẵn thôi, đông đá rồi đem ra rồi hâm rồi chiên lên ăn cho nó nhanh gọn lẹ luôn. Mà mấy cái món vậy mấy đứa nhỏ nhà mình nó lại thích ăn hơn. Jag vill äta restaurang, ja, sen, ja. Så gick vi till min kompis restaurang. Så det är fint.
Hon tar inte pengar. Så fick vi äta gratis. Hồi xưa ở Việt Nam á, mình nghe người ta có nói á, là nhỏ không có biết làm, nhưng mà tới lớn lên á, mà có chồng có con là tự khắc sẽ biết làm mọi thứ tự động giỏi ra. Mà đúng thiệt là vậy mọi người. Tại vì lúc em Thư ở Việt Nam á, toàn là mẹ làm cho không à. Rồi có ngày đi học, rồi tới lớn lên á, thì đi làm ở trong thế giới di động á, cũng chỉ đứng bán điện thoại, bán hàng vậy thôi, chứ cũng không có làm cái gì nặng nhọc hết trơn á. Cũng ít có nấu đồ ăn, làm bánh lắm, không có biết làm gì hết á. Tự nhiên đi qua bên Thụy Điển cái phát ra giỏi ra rồi mọi người. Mình cũng hết hồn vì mình luôn á mọi người. Cũng không biết sao mà sao tự nhiên giỏi dữ vậy. Mà ông bà nội vui lắm, kiểu đi khoe khắp làm khắp xóm á, nói à trời ơi con dâu Việt Nam tôi giỏi dữ lắm, cái gì cũng biết làm hết trơn á. Hồi lúc mới gặp hả, nó làm nguyên con vịt trời để đãi nhà tôi ăn luôn á. Mà lúc đó là mọi người biết không, đó là tài lanh á, đâu có biết làm vịt trời bao giờ đâu. Mà tự nhiên cái thấy ông bà nội được người ta cho đó, ông bà nội tính không có lấy, mà mình á thì đó giờ mình cũng chưa giờ ăn vịt trời, cho nên nó thôi ông bà nội để lại đi con thử con làm. Rồi hả, tao nói vận động hết trí óc ra, nhớ lại hồi xưa ở Việt Nam á, coi mấy ở ngoài chợ á, mấy người mà người ta làm gà làm vịt làm sao á, bắt chước làm theo. Mà tao nói làm con vịt đó hả 3-4 tiếng đồng hồ mới xong. Rồi bây giờ á hả thì cắt thịt heo đồ làm được đủ thứ hết trơn á. Ông bà nội nói trời ơi sao mà nó giỏi quá vậy trời, lúc ở Việt Nam có đi học không? Có. Ý là học nấu ăn hoặc là bán cắt mấy cái thịt heo rồi này kia hôm đó. Thì khai thiệt luôn là nó dạ không. Từ khi con ở với lại anh Mít á, anh Mít được ông bà nội dạy kỹ quá, giỏi quá, cho nên cô cũng phải cố gắng, cô cũng phải giỏi theo để cho hợp với gia đình mình. Ông bà nội khoái cười quá trời. Vi har fått langor, men jag har tagit lite mat ändå. Julia, flytta dig lite här. Nej, du kan flytta dig. Hon vill sitta här ute med mig. Ja, det var en annan sak där. Nu sitter du lite på författat. Du får nog flytta lite längre. Ska han torka tjurna och ketchup nu? Vad är mer ketchup? Hur är det Sofia? Är du dålig? Cảm ơn bà nội kìa. Cảm ơn bà nội. Hết rồi. Ờ đi đánh răng đi chị hai. Là so good. Rồi đi đánh răng nha. Mẹ giúp con. Bye bye, come again, mommy.
Trời ơi, con mèo gì thấy ghê vậy. Sophia, Sophia nó làm cái mặt nạ cho Alice. Ơi, ở coi chừng cái kéo con chọt cho em á. Nhà dịch bây giờ đi về mọi người ơi, trời tối lắm rồi, đi về cho tụi nhỏ đi ngủ rồi, ngày mai còn đi học đi làm nữa. Nhà dịch xin phép dừng video ngày hôm nay tại đây. Rất là cảm ơn ông bà cô chú anh chị và các bạn đã luôn yêu thương và đồng hành cùng gia đình nhà dịch. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào 7:30 tối ngày mai. Chúc mọi người ngủ ngon, bye bye mọi người. Hay đô Fabulous. Bye bye Fabulous. Nhớ à.